Chào cả nhà. Bữa nay mình sẽ đi săn bắt ông người cả nhà ơi. Nãy giờ lội cũng khá xa, phát hiện được ổ nè, ổ đầu tiên luôn. Bữa nay thì mình đi khu vực vuông nuôi tôm nha. Vuông nuôi tôm cua cả nhà. Này mình đi khu vực biển. Mình quay lại camera lại cho cả nhà cùng xem nha. Nè cái xuồng người ta nè, cái xuồng này ngay chăng cái chỗ cái bến người ta đậu luôn á. Cái bến người ta đậu chạy xuồng mà người ta không thấy ổ ông người cả nhà. Mình vừa lại mình thấy luôn. Đây cái nhà ổ người đây nè. Cái ổ nó nằm ở trong cái bụi này mà gần chai xuồng mà người ta cũng không thấy nữa. Con này cũng to lắm. Không biết mặt bọng sao nó. To ghê á. Quá đã cả nhà. Mình từ dưới đó mình gượng dài lên tới này, tới cái chạy xuồng ta. Đây ngủ ong luôn. Rồi, bắt đầu mình bắt luôn cái nhà. Ông này thấy im lắm mà không biết mặt sao. Ui ui ui. Im im cái nhà, chấm voi. Ì chấm voi cái nhà. Đã. Ui. Tét 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 tét. Chết cây này. Quá đẹp quá không? Nó làm mày đắt đóng đúng tuần lễ luôn đó nha. 8-9 bữa vậy nè. Đẹp ở ông luôn cái nhà ơi. Mặt cũng im lắm. Ông cái đẹp ghê vậy. Hoa đà. Nước dây. Thì mình bắt ong là mình cũng để tàn luôn cả nhà ơi, chứ không mình không có lấy tàn làm gì nha. Nhiều khi các anh em khác thì có mình bắt thì mình lấy tàn không có đâu, mình để lại cho ong nó nở ra hết luôn. Mặt mình sẽ cắt tàn lại luôn cả nhà. Cái tàn nè, tàn lại đây nè. Tàn này non cũng ngon lắm. Mà mình không có bắt, không có lấy tàn. Ôi, còn cục keo nè. Alo. Rồi, ông đầu tiên, may mắn đầu tiên luôn. Chừng nào có nữa thì mình quay cho cả nhà mình cùng xem. Phát hiện thấy ông này bự lắm. Hoa trời của ông cả nhà. Đây nè. Hoa thông của ông. Ông này bự quá. Hoa đã cả nhà. Hoa thông cục mặt luôn. Hoa trời cục mặt cả nhà luôn. Cũng quả gục mặt luôn á. Con này cũng mới gáp à. Quá trời gục mặt cả nhà ơi, cả nhà. Quá phê luôn. Con mạc này xỉ nha.
Ôi rồi. Hết hồn tổ ong con mặt nù cả nhà ơi. Khủng khiếp con mặt luôn. Nè. Con mặt này xỉ á. Xỉ quá gu. Ong này mới gấp 6-7 ngày á nha. Qua wow, trời đã. Qua wow, quýp cả nhà ơi. Hoa phê luôn. Hết hồn cục mặt. Cầm nặng tay luôn á. Này mặt nó 500 chưa đủ nữa nè. Chỗ này đủ là có nửa lít luôn á nha. Cục mặt phải bán cỡ này nè. Quá trời luôn. Mình vừa ruộng lên nè. À, cái dấu mình ruộng lên trên này nè, là đậm lụm liền luôn. Để tàn lên luôn cả nhà. Trong những cái bụi này nè. Đó, cả nhà. Ồ. Chấm ra cái nhà. Chấm dồi luôn. Ổ này cũng già. Đã không? Qua qua đã nha. Qua mặt quá nụ. Cái nè. Mặt nụ ghê. Đẹp mặt lắm. Chăm cũng đủ chứ. Chăm vô hết cả nhà. Hẹn thêm mổ cả nhà. Ô này cũng nhỏ. Ồ, chăm vô cả nhà. Chấm dôi. Con nhỏ mà chấm dôi luôn. Mặt đẹp kỳ luôn. Mặt đẹp ghê cả nhà. Hoài nhã. Người ta bơm sình trong vuông á, tháng này người ta bơm sình, máy chạy kình kình. Ổn đẹp với mặt nụ bể.
để lưng cả nhà. Hiện này họ cũng nhỏ. Con này mới gắp từng rễ cả nhà. Mà cũng chưa có chăm đủ, chưa nhiều. Để mình cho mọi người xem tình quá nha. Nãy giờ cũng loại khu vực này mà không có ổ cả nhà, thằng này cũng thừa ổ. Đây, bên này cũng được nửa lít cả nhà, còn ổ không xị mặt gì đó, quá đã luôn. Rồi video mình thì đến đây cũng kết thúc luôn. Cả nhà mình thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh, đăng ký kênh mình để theo dõi những video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà.